Rồi Trường xin chào tất cả các bạn nha. Chẳng là cái bãi cũ các bạn, ngày hôm qua mình đánh dính này nọ bói bận được các bạn. Đó, hôm nay Trường tiếp tục đánh tiếp nha các bạn. Đây Trường ra hai cần ha. Còn hai cần ở đây thì Trường không có ra, Trường chỉ đánh hai cần thôi. Hôm nay Trường sẽ đánh nho các bạn. Còn mồi thì tại vì ở gần nhà nè cho nên Trường trộn sẵn luôn, rồi đem lên luôn để mình móc mình câu cho khỏi mất thời gian đó các bạn. Mồi thì nó cũng đơn giản lắm, ba cái mồi tàu lao rồi trộn đại rồi đánh chơi ha. Đây rồi, để bây giờ Trường móc mồi vô Trường đánh nha. Rồi gắn vô đánh luôn các bạn ơi. Rồi, ngồi chờ thấy các bạn ơi. Ăn cái lối. Dính này. Trời, mới dục xuống luôn á. Trời mới rồi. Trời mới quăng luôn các bạn. Lên mạnh cái nó coi. Trời. Lôi luôn. Vừa lên đây ngồi mới quăng cái đợt. Gồm nó kìa. Đó. Nè. Bé lên coi. Đá lực nó lắc gì nè, nó ghẻ. Lóc nhỏ thôi, hết không có mồi đó, bao nhiêu đó không đủ câu đó. À, nhỏ rồi. Ừ. Kìa. Trời. Dính này. Trời, bên lỏng trời. Rồi dính góc luôn rồi. Dính góc trời. Trời nó. Trời. Cá hả? Cá không? Vậy là thấy trắng á. Vậy. Đá rơi hồn không? Nó chạy. nhỉ? Cà lối nữa các bạn, cà nè, lối nữa nè, mới quăng nè. Trời, mới quăng chùm nho mất tiêu trời. Quải vậy? Mới lại cần mất tiêu rồi. Trời kìa. Lôi nữa kìa. Đi ghé nè. Hộp mình nó kìa. Hộp quá chục luôn các bạn ơi, chịu không nổi luôn đó. Trời ơi, dính cá nãy giờ luôn. Hàng gì? Dính cá các bạn. Lôi vô bọc nữa nè. Trời ơi, trời dính. Nãy giờ không để ý luôn á. Nó lôi vô bọc bởi vì nó không có quậy, không có lôi gì chơi, mình cũng không thấy nữa. Trời. Câu mà dính không hay. Đó. Đợi xem chút cớt rồi. Bây à. Nó dính này nó máy vô cái bọc đó các bạn, xong rồi nó không có lôi gì nổi cho mình không biết nữa, dính không hay dính đang lôi dính các bạn ơi, dính các bạn ơi, dính các bạn ơi, dính các bạn ơi, dính rồi cái bự đi rồi thấy gì vậy, hai cận góc hay ạ, hai cận chỗ dễ 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 kiểm soát. Ê. Xảy rồi trời. Trời quạt cần luôn không? Chán thiệt mọi người ơi. Quạt cần xuống luôn.